chào mọi người, ngày hôm nay Huy Khánh sẽ đi may đồ vest với một bộ đồ vest chỉ có mấy chục ngàn thôi. Nhưng mấy chục ngàn đó là cái giá của 30 năm về trước, còn bây giờ là nó lên tới con số hàng triệu rồi. Và lý do tại sao Huy Khánh có mặt tại cái tiệm đồ vest này là đây là một cái tiệm rất là uy tín, rất là nổi tiếng từ xưa tới bây giờ, có hơn 30 năm rồi. Và cái tiệm đồ vest này tên là Lập, cũng của một người bạn làm trong nghề nghệ thuật, đó chính là Bom. Nói Bom thì chắc có lẽ các bạn sẽ có người biết, có người không biết, nhưng mà khi mà vô đây gặp thì các bạn sẽ biết Bom là ai và cái tiệm đồ vest này có từ bao lâu và may từ khi nào nha. Nhìn thấy ngoài thấy cái tiệm ạc rồi đúng không? Ồ, xin chào, Bom là đây. Chào các bạn. Chào. Bom ngoài là một diễn viên ra thì còn là một cái gì ta? Dân đi phượt hả? Dân đi phượt, nhà thiết kế. Rồi có phải là thợ may luôn không? Không, may ba mẹ em mà. Em không có chuyên may, em chỉ chuyên mặt thôi. Chuyên mặt. À, mọi người biết không, lý do tại sao ngày hôm nay Khánh có mặt ở đây là vì Khánh thấy Bom mặc rất là nhiều bộ đồ vest đẹp, form đẹp, dáng chuẩn, không biết là nhờ cái dáng mình hay là nhờ bộ đồ vest mặc lên nó đẹp. Bộ đồ vest à? Đó, và đó là lý do Khánh hỏi Bom ơi, em may đồ vest đâu mà đẹp vậy, giới thiệu anh cái chỗ may đi để anh tới anh may anh mặc anh đi diễn. Thì Bom mới nói nhà em đó anh. Huy Khánh mới nói đừng có xạo em, đừng có chọc anh. Cái Bom nói trời, anh nói gì kỳ vậy anh Khánh, nhà em may là mấy chục năm nay rồi. Đúng cái rồi. Nghề chính của gia đình em là may đồ vest, cho nên là Huy Khánh mới quyết định tới đây thử coi có đúng hay không. Mà thật sự tới là thấy đúng rồi đó. Mà cái người đứng ngay chỗ này đo, anh nghĩ chắc phải là em. Không á, tại vì mấy chục năm trước đúng em rồi. Chưa đẻ ra thì làm sao em có thể may vô à? Không, à tiệm này ra hồi lúc em mới đẻ luôn á. Mới đẻ vậy là mới phải đẻ. Là ba hoặc mẹ em là cái người thợ cấp chính đúng không? Dạ. Vậy hôm nay cho gặp ba hoặc mẹ luôn được không? Kệ mẹ ngồi sẵn kìa. À, con chào cô. Chào cô. Vậy là cô sẽ là chủ của cái tiệm này từ hồi xưa đến bây giờ luôn hả cô? À, con. Cô tiệm mình mở từ năm nào cô? Cô vô đây nè con. Cuối năm 85 á con. Cuối năm 85, vậy lúc đó con 4 năm tuổi. Con sinh năm 81. Lúc đó Bom chắc mới đẻ ha. Dạ, mấy được mấy tháng. Cô hồi xưa bộ đồ vest khi mà mình may ở cô là bao nhiêu tiền bộ cô? Không nhớ hả? Không nhớ gì. Nhưng mà thời đó làm gì tới trăm ngàn đúng không cô? Năm 80 mấy tới giờ cỡ mấy chục ngàn đúng không? Tại nãy con nói mấy chục ngàn con nghi là nó đúng rồi. Ừ, chắc cỡ đó đó, cô cũng không nhớ nữa. Nhưng mà hồi xưa khi mà mình chưa có nhiều tiệm đồ vest với lại chưa có những cái hãng thời trang lớn ra thì cái nhà may của mình làm ăn được không cô? Được chứ. Được hả cô? Ừ, được. Có giai đoạn nào gặp khó khăn không? Thì giai đoạn khó khăn là giai đoạn đồ sida đó. Đúng rồi, đồ có thời gian là con có tiền là con ra mua đồ sida. Thứ nhất là nó đẹp mà là đồ hiệu nữa. Với đồ may sẵn. Đó. Không, đồ mới sẵn lúc đó chưa có. Vậy là đồ sida đã làm cô điêu đứng một thời gian hả? Đồ sida khoảng 1 năm đó con. Con cũng là tín đồ của đồ sida. Vậy thời đó chắc con cũng là người góp tay mà làm cho cô gặp khó khăn. Nhưng mà lúc đó con chưa có biết mặc đồ vest, lúc đó con còn nhỏ lắm. Tới bây giờ con mới bắt đầu biết mặc mà. Cho nên là giai đoạn đó cô gặp khó khăn. Rồi sau đó bắt đầu mới mạnh trở lại hả cô? Đúng rồi. Rồi bây giờ nè cô, thời buổi hiện đại nè, có những cái thương hiệu như H&M, Zara đồ bán đồ vest may sẵn nhiều lắm. Thì mình may vậy mình có bị mất khách hay gì được không? Vẫn được cô. Tại vì con biết sao, nó tùy theo người nữa. Dạ. Có người á, thí dụ như nói như con với Bom đi thì là cái dạng nó cũng như chuẩn à, có thể con dễ mua. Dạ. Chứ có người mà mập hơn chút xíu đúng hoặc rồi. Là ta ốm quá là bắt buộc ta phải may. Đúng rồi, có mấy người mà có bụng người ta khó mặc đó, đồ. Đúng rồi. Rồi nhiều khi cái áo ảnh mặc được nhưng cái quần ảnh mặc không được. Dạ. Là phải may hơn đấy, phải may thôi. Nhưng mà con thích may để cho mình có được cái vải mà mình thích nè, cái màu mình thích nè và cái form sát của mình nữa. Con cũng chia sẻ cô là con vừa mới đóng phim phim web drama của Nam Thư, Nhà Trọ của Quá Trời Phòng lần 2. Thay vì con lấy tiền cát xê, nhưng mà con lấy cát xê con đổi là hai bộ vest. Đúng không Nam Thư? Và ngày hôm nay Huy Khánh có mặt ở đây để may hai bộ đồ vest, tức là có Bom làm chứng, tức là con chỉ tới may thôi con đi về, còn cái việc trả tiền là Nam Thư sẽ tới đây trả tiền. Mà bữa em nghe hình như ba bộ, bữa anh gài lên ba bộ. Ba bộ thì không biết có chịu không, ngày hôm qua anh gọi rồi. Thư, gọi bả đi. Thư nói là hai bộ anh nha, thì bây giờ gọi lại thử coi nếu không nghe thôi. Nghe nói bả làm phim hết tiền rồi. Nhưng mà khi bắt đầu chiếu lên là lời rồi, tối hôm qua chiếu tập 1 rồi. Lời à. Phim Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng đã phát tập 1 rồi. Tắt
cái nhạc nhỏ lại đi, chứ để nhạc lớn cái YouTube chơi bản quyền cũng cho đăng nữa. Có nào không nghe luôn không? Diễn viên Nam Thư. Cô chút nữa cô cho con lựa cái màu nha cô. Theo cô thì bây giờ mình nên may màu gì? Nam Thư hả? Dạ em nè. Anh đang ở chỗ bom nè. Sao mấy bộ anh quên mất rồi? Mấy bộ. Ủa sao bom nói ba? Ai nói? Ủa kỳ vậy? Mấy? Ai đi tới đó để may cho bộ nữa không? Ok, nếu em nói vậy thì anh luôn cầu cho phim của em được chục triệu view tập nha. Ủa chứ em nói nếu mà em hai bộ được hả? Được, được, nhưng mà nó anh không có kiểu như không có chuyên tâm cầu hơn đúng không? Nhưng mà tại sao anh có thể gấp tới nỗi mà anh không đợi em đưa anh đi mà phải tự đi thế hả sao? Anh sợ lâu quá rồi nhà bom nó không nhận nữa, gần Tết tới nơi rồi em. Rồi gần Tết. Thất vọng lắm, tại nãy anh hỏi cô rồi 10 ngày mới may ra một bộ, anh hai bộ là 20 ngày rồi. Hè chưa hết. Mà phải may đẹp như bom nha, mới chịu nha. Ok, tại vì tướng anh đẹp hơn bom mà. Đúng vậy, rồi, anh đẹp hơn. Ừ, vậy nha. Cái bộ sau thì anh với em đi tới ha. Rồi. Rồi, bye bye. Ừ, rồi, chừng nào có Google 9 đưa anh vậy, 8 đưa anh vậy. Có gì nữa, cái chuyện Google là anh với Chương nha, đừng có đừng có anh vô nha. Đâu, Google tức là em mua cái 9, anh mua lại cái 8, còn em cho, không là chuyện của em, anh vẫn mua lại mà. Trời, cho nữa hả? Cho nữa hả anh? Mua lại 5 triệu. Chiều chuyển khoản 5 triệu. Chiều chuyển khoản 5 triệu đưa cái máy liền nha, đi quay vlog. Rồi ok. Nãy giờ anh có quay em trên vlog rồi đó nha. Em chịu bậy quá. Trời má nữa. Rồi bye bye. Rồi cô cho lửa đồ đi cô. Lửa màu chứ hả? Form là mình cứ vậy mình làm thôi đúng không cô? Con là dạng thích giống như bom á, bom nói ý của dạ. Cô cha mẹ biết là anh may nó hơi body rồi quần nói chung bởi vì mẹ em may vậy không à? Đó nên là em biết ý rồi. Bởi anh nhìn vô cái là anh biết đây dạ. Nhà may lại là của anh. Dạ. Thì mẹ lấy đại ra đưa cho anh ăn coi. Anh chọn màu gì anh? Cứ lấy đại ra. Cô cho con đen, xanh đen với hoặc nâu đậm á cô. Bom thấy màu nào đẹp giới thiệu anh bom. Dạ. Mày có đây xanh đen hại nguyên gia đình. Xanh đen. Em hay mặc màu gì vậy? Em hả? Em hay mặc màu này rồi màu kem là này kiểu vậy á. Mấy màu nó khác phổ thông. Nó khác phổ thông. Cái này là xám phải không hay là nâu? Không, cái này nó kem không, kem đậm. Ủa giải này mới hả mẹ? Được. Giải mới hả mẹ liền. Mẹ làm công bộ luôn đi mẹ hả? Ừ, hay vậy đó, em hay vậy. Nếu mà giải này. Ủa giải giống giải lên nền mà. Có thun nữa, mặt thoải mái nữa. Nãy Khánh nói là xanh đậm. Xanh đậm hả anh Khánh? Trời, đâu lẹ vậy? Xanh đậm hả anh Khánh? Ừ. Bạn biết không, ngoài là nghệ nhân đồ vét ra, nghệ nhân thiết kế thời trang ra, bom còn là một tay phượt thủ rất là siêu. Thôi anh đừng nói. Trời ơi, dân phượt thủ thiệt đó, nó chửi em đó. Đi quay một cái vlog về phượt xong rồi giấu luôn không phát. Không biết tại sao nữa. Có đâu. Có hả? Không có. Anh bữa nào đi với em đi. Đi nha. Đi em chờ anh không á. Đi bằng gì, xe gì? Xe nào cũng được hết. Anh đâu có xe đâu. Vậy đi xe anh. Đi xe hơi. Mùa này đi xe hơi cũng được. Vợ về kìa. Ủa hai. Vợ mới. Phải. Em ruột em. À trời hết hồn. Phương chưa có vợ. Nhà có hai chị em hả cô? Hai anh em. Có thêm mẹ em á. Nè, này mới chồng đó nè. À. Màu nào bom? Màu nào đẹp bom? Tùy anh nào, mấy màu này em thấy được hết á. Quan trọng là anh thích màu nào thôi à. Màu này là màu nâu mà nó không đẹp bằng màu này đâu đúng không? Đúng rồi, cái màu đó nó đẹp, đẹp thôi. Màu này cũng là màu đẹp nè phải không? Đúng rồi. Thấy giải này cũng thoải mái ghê á. Nó có thun tại hay là anh em mình làm một cặp rồi mình mặc đi phượt. Trời ơi, cho hư đồ hay gì á. Mình có cơ hội may lại chứ may một bộ mà bền quá rồi sao? Rồi ai trả tiền? Tiệm người ta khổ. Anh còn có người trả em đồ của em là mẹ trả. Vậy mình lấy màu này với màu này đi cô. Đẹp không? Bom hai màu này. Đẹp. Màu này đẹp không? Xanh đen là màu nào đẹp? Xanh đen. Để em coi cái nào có thun quá anh. Cái nào có thun. Có thun hết rồi nè. Có thun hết. Nhưng mà nó thoải mái hơn.
Nói vậy phải đem màu đen đi. Vậy màu đen với màu này đi. Cái đi sự kiện, cái đi chơi. Anh may xi lê luôn không? May luôn, trời người ta trả tiền mà. Cô may đủ bộ. Full option một bộ cho con. Yeah. Bao nhiêu năm thư trả? Dạ là phải áo sơ mi nữa. Đúng. Đi kèm với bộ rồi, nói chung là cô may cho con luôn một cái áo sơ mi đi kèm. Nè, bộ đồ vest, ghi lê, áo sơ mi. Đúng không? Dạ, thì thường thường bộ là vậy. Thứ nhất là cô có được tiền nhiều hơn. Thứ hai là con đầy đủ đồ hơn, không phải đi kiếm bộ nào ra bộ đó mà. Ờ, caravat hay khăn gì luôn nha. Đó, không có. À, vậy mua, em mua sẵn em bỏ vô đủ com lê một bộ là em tính tiền hư luôn. Ok. Biết tính tiền bả trả giá em nữa không? Không, rồi anh xử liền. Xử hả? À, anh xử hả? À. Cô ví dụ mình đo một lần có cái mai mốt cái mình có điều kiện cái mình tới mình may bộ nữa được phải không cô? Được. Trời dạ. Cô ở đây khách cô gọi điện thoại tới thăm á. Dạ. Xanh đẹp không cô? Đẹp chứ. Không có thằng tao mình trả tiền theo viện mình thấy nó sót quá, mình mới hiểu được cái cảm xúc của cái người trả tiền cho mình. Thành ra hai bộ với lên ba bộ người ta đâu có chịu. Đúng rồi. Cái lúc đo mình có được quay vlog không cô? Sợ mình giấu nghề. Ăn am đâu, ăn nhầm gì đâu con. Dịch cuối năm mày trước luôn hả? Không phải, cái này cuối năm. Cái này cuối năm nha Thư nha. Cái này là anh thích lắm nhưng phải đợi tới cuối năm nè. Nha Thư nha, cái này nha. Rồi, cô đo con đi cô. Con suốt mấy chục năm qua nhờ những con số như vậy đó các bạn. Giờ cô yêu nghề lắm đúng không? Cô trong hai người con của cô có ai nối dõi cái nghề này không? Rồi thất truyền luôn, hiểu luôn. Vẫn liên quan anh. Liên quan. Đứa thiết kế, đứa mai giỏ. À vậy hả? Nhỏ em mai túi sách không à. Vậy là xong rồi hả cô? Dạ. Số vậy không là đã được hai bộ đồ hả cô? Dạ. Kiểu nào nó chạy chung cô? Cái nào nó chảy quá. Thế hả? Bon, tư vấn coi cổ kiểu gì nè. Cổ nào cũng được cổ. Tại cổ là khó thấy lắm nên cổ là ít để ý lắm à. Mà nên không. Anh thấy anh thích kiểu nào? Cổ mẹ có cái cổ nào mà ở đây mà hơi bóng hay mà anh muốn mai kiểu đó. Thôi, mà khi bóng mà khó mặc lắm con. Đúng rồi, chỉ đi sự kiện thôi. Đi sự à. Kiện thôi chứ còn ví dụ như bình thường mình xỏ cái áo nó buộc rồi nó. Thôi vậy đen cổ này đi mà. Dạ. Cho nó hơi cổ điển chín chắn. Vô đây giờ ta nói gì nghe đó, nhà thiết kế nói sợ cãi. Trời ơi em cũng có biết gì đâu anh. Thấy nào hợp mắt anh chọn đại. Các bạn thấy không, bên phải là rất là nhiều bao lì xì. Rất là nhiều bao lì xì, nhiều kiểu khác nhau. Và tất cả những cái kiểu này là do Bom thiết kế. Bom là chuyên về thiết kế chữ nha mọi người. Nếu thiết kế chữ nữa. Ai mà muốn mua những cái bao hạt hạt này tới đây hoặc là muốn thiết kế thì cứ tới đây gặp Bom. Nãy nhờ Bom thiết kế cái logo vlog, Bom nói dạ em chuyên chữ thôi chứ mấy cái hình em làm được. Được không? Chữ làm được không? Anh có ý tưởng chưa? Chưa, anh đang đi tìm tại vì anh muốn có cái logo nó phải nhìn nó rất là ạt, nó hay. Đó. Ạt hả? Ừ. Dạ, hơi khó à. Ạt không, ạt mà. Ý nữa áo sơ mi á, con thích màu gì? Dạ, không, cái trắng cái đen cô ha. Ha Bom ha. Dạ. Tại vì em cũng chưa vô mạng được em tính lựa coi đồ khối cho anh đó mà em chưa vô mạng được. Coi màu hả?
Dạ. Cái đó cô cứ để Bom coi, Bom nói chuyện với cô cũng được. Rồi. Vậy giải vậy? Nó không quan trọng đâu cô. Rồi. Dạ. Con khách dễ lắm. Nem kẹt đây anh. Đây, hẹn mọi người 10 ngày sau Huy Khánh và Bom. Mỗi người sẽ mặc một bộ đồ vest siêu đẹp cùng nhau đi uống cà phê. Yeah. Đi chill rồi chứ hả?